Thúy Hằng xin kính chào quý vị khán thính giả, chào đón quý vị đến với phần tin tức buổi sáng ngày hôm nay là sáng thứ tư 19 tây tháng 10 2022. Mở đầu chương trình, Thúy Hằng xin kính mời quý vị bắt đầu theo dõi phần tin Hoa Kỳ. Chương trình tin tức được đặc biệt bảo trợ bởi công ty xuất nhập cảng Ten Lê Yến, số điện thoại 714-418-9788 hoặc vào trang mạng tiệmyến.com với các sản phẩm đông trùng hạ thảo, nhụy hoa nghệ tây, saffron, yến các loại. Mở đầu cho phần tin Hoa Kỳ ngày hôm nay là bản tin Hoa Kỳ cảnh báo sẽ trừng phạt Iran vì chuyển thiết bị bay không người lái cho Nga tấn công Ukraine. Hoa Kỳ nằm trong số các quốc gia cáo buộc Iran và Nga vi phạm nghị quyết của Liên Hiệp Quốc khi Tehran cung cấp cho Mạc Tư Khoa máy bay không người lái mà Ukraine cho rằng đang được sử dụng trong một loạt vụ tấn công chết người ở nước này. Tuy nhiên, Iran phủ nhận cáo buộc trên. Tối thứ Hai ngày 17 tháng 10, gạch đá, mũ bảo hiểm và nến được nhìn thấy xếp đầy bên ngoài tòa đại sứ Iran ở Kiev. Đây là cách phản đối của người dân Ukraine sau khi Tehran bị cáo buộc đã cung cấp thiết bị bay không người lái cho Nga. Hành động này diễn ra sau khi một thiết bị bay không người lái tự sát đâm vào một tòa nhà chung cư ở thủ đô. Giới chức Kiev nói vụ tấn công khiến ít nhất có 4 người đã bị thiệt mạng, trong đó có một phụ nữ mang thai 6 tháng. Ukraine cáo buộc Nga dùng máy bay không người lái tự sát do Iran sản xuất để thực hiện các cuộc tấn công hôm 17 tháng 10. Hoa Kỳ, Anh và Pháp đều cho rằng việc Tehran cung cấp thiết bị bay không người lái cho Mạc Tư Khoa là hành động vi phạm nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc. Khi thông qua thỏa thuận nguyên tử năm 2014 giữa Iran và 6 cường quốc, ngày 17 tháng 10, Ngoại trưởng Iran tiếp tục khẳng định Iran không cung cấp thiết bị bay không người lái cho Nga, trong khi Điện Kremlin chưa đưa ra bình luận nào. Tuy nhiên, Hoa Thịnh đốn cáo buộc Tehran nói dối. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ Vedran Patel nói rằng Nga không những nhận thiết bị bay không người lái từ Iran, mà kỹ thuật viên điều khiển thiết bị bay không người lái của Nga cũng đang được đào tạo ở Iran. Ông Patel cũng cảnh báo rằng Hoa Kỳ có thể áp đặt thêm các lệnh trừng phạt. Trong khi đó, thì Tổng thống Biden không có kế hoạch gặp Thái tử Ả Rập Saudi vào tháng sau. Trả lời trên đài CNN trong ngày Chủ nhật ngày 16 tháng 10, Cố vấn An ninh Quốc gia Tòa Bạch Ốc ông Jake Sullivan nói rằng ông Joe Biden không có kế hoạch gặp Thái tử Mohammed bin Salman tại hội nghị thượng đỉnh G20 vào tháng sau. Quan hệ giữa Hoa Thịnh Đốn và Ả Rập Saudi đang trở nên khó chịu sau hành động cắt giảm sản lượng dầu của tổ chức OPEC khi được hỏi liệu Hoa Kỳ có thể ngừng bán vũ khí cho quốc gia vùng vịnh này để phản ứng việc cắt giảm hay không. Ông Sullivan nói rằng Tòa Bạch Ốc có nhiều lựa chọn, bao gồm việc xem xét lại việc cung cấp hỗ trợ an ninh cho Ả Rập Saudi. Ông Sullivan nói thêm Tòa Bạch Ốc và ông Biden sẽ không hành động vội vàng. Ông Biden sẽ hành động một cách có phương pháp, chiến lược và sẽ dành thời gian để tham khảo ý kiến của các thành viên của cả hai đảng phái và cũng để Quốc hội trở lại để ông có thể ngồi với họ trực tiếp và làm việc về các lựa chọn. Tuần trước, Tòa Bạch Ốc nói rằng ông Biden bắt đầu đánh giá lại mối quan hệ giữa Hoa Thịnh Đốn với Ả Rập Saudi, nhưng không đưa ra chi tiết cụ thể. Một số nhà lập pháp dân chủ khi đó kêu gọi Hoa Kỳ hạn chế bán vũ khí cho Ả Rập Saudi. Trong ngày 16 tháng 10, Tổng thư ký tổ chức các nước xuất cảng dầu OPEC Haitham Oge tiếp tục thanh minh việc cắt giảm dầu, cho biết OPEC gồm OPEC và các đối tác đã đưa ra các quyết định hoàn toàn mang tính kỹ thuật và việc cắt giảm sản lượng dầu là một biện pháp đón đầu nhằm ổn định thị trường. Dù vậy, ông Ghi cho biết tổ chức này có thể điều chỉnh quyết định tùy theo tình hình thị trường. Tòa Bạch Ốc đồng ý hỗ trợ khắc phục hậu quả bão Juan cho Cuba. Theo tờ Wall Street Journal đưa tin cho biết chính phủ Cuba gửi đề nghị hỗ trợ khẩn cấp tới chính quyền của ông Joe Biden sau khi siêu bão Lan đánh sập toàn bộ mạng lưới điện của nước này, khiến 11 triệu người sống trong cảnh mất điện. Đến ngày 19 tháng 10, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Ned Price tuyên bố chính quyền Joe Biden sẽ cung cấp 2 triệu Mỹ Kim cho các nỗ lực cứu trợ khẩn cấp tại Cuba sau ảnh hưởng của cơn bão Lan. Chúng tôi sát cánh với người dân Cuba trong nỗ lực phục hồi sau thảm họa. Trước đó, trong ngày 18 tháng 10, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ cũng cho biết Hoa Thịnh Đốn sẽ làm việc với các tổ chức độc lập để cung cấp 2 triệu Mỹ Kim viện trợ cho Cuba. Đáp lại thông báo của Hoa Thịnh Đốn, Ngoại trưởng Cuba Bruno Rodriguez viết trên Twitter, chúng tôi đánh giá cao lời đề nghị hỗ trợ nhân đạo của Hoa Kỳ.
Khoản hỗ trợ vật chất trị giá 2 triệu Mỹ Kim này được chuyển thông qua Hiệp hội Hồng Thập Tự Quốc tế, sẽ bổ sung vào nỗ lực phục hồi cho chúng tôi nhằm hỗ trợ các nạn nhân trong thảm họa do bão Lan gây ra. Theo một bản tin của Reuters hôm 1 tháng 6, Hoa Kỳ tuyên bố dỡ bỏ một số hạn chế áp đặt với Cuba từ thời cựu Tổng thống Donald Trump, bao gồm việc chấm dứt lệnh cấm các chuyến bay của hãng hàng không Hoa Kỳ đến những sân bay khác của Cuba bên ngoài Havana. Cơn bão Lan đổ bộ vào Cuba vào thời điểm nước này đang đối mặt với khủng hoảng kinh tế, tình trạng mất điện, thiếu lương thực, thuốc men và nhiên liệu kéo dài có khả năng làm phức tạp thêm nỗ lực hồi phục của quốc gia. Kinh tế giúp cho đảng Cộng hòa có lợi thế trong trận chiến giành quốc hội. Cuộc thăm dò của nhật báo New York Times và trường Sine College được công bố hôm thứ Hai cho thấy khoảng 49% cử tri nói rằng họ sẽ ủng hộ ứng cử viên Cộng hòa, trong khi 45% nói rằng họ sẽ ủng hộ một ứng cử viên đảng Dân chủ. Thăm dò xảy ra chưa đầy một tháng trước cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ ngày 8 tháng 11 sắp tới. Con số thực sự là bên ủng hộ Cộng hòa 48.51%, ủng hộ Dân chủ 45.47%. Vào tháng 9, cuộc thăm dò của báo Time cho thấy Dân chủ dẫn trước một điểm, nhưng con số mới phù hợp với một số thăm dò khác cho thấy đảng Cộng hòa đã giành lại vị trí dẫn đầu. Dân chủ dường như đang mất vị thế được gia tăng ủng hộ sau quyết định tòa án tối cao lật ngược quyền phá thai. Một cuộc thăm dò của CNN tuần trước cho thấy đảng Cộng hòa dẫn đảng Dân chủ 48% so với 43%. Tổng thống Joe Biden và đảng Dân chủ có vẻ đang bị thất thế vì tình trạng lạm phát và kinh tế hiện tại. Hai vấn đề này vẫn là mối quan tâm hàng đầu của cử tri. Tuần trước, Bộ Lao động cho thấy lạm phát đã tăng một lần nữa vào tháng 9 và vẫn ở mức cao nhất trong 40 năm. Trong cuộc thăm dò mới nhất, thì 26% cử tri cho rằng kinh tế là mối quan tâm hàng đầu, cao nhất trong danh sách. 18% nói lạm phát là mối quan tâm hàng đầu, trong khi chỉ 5% nói phá thai là vấn đề hàng đầu. Khoảng 24% cử tri nói quốc gia đang đi đúng hướng, trong khi 64% nói rằng nó đang đi sai hướng. Tỷ lệ ủng hộ Tổng thống Biden tụt xuống còn 39%, thấp hơn so với các cuộc thăm dò gần đây, cho thấy ông không có chỗ đứng với các cử tri. Người Mỹ giảm mua xăng dầu chi tiêu nhiều hơn cho thực phẩm. Theo Wall Street Journal, trong tháng 9 vừa qua, tỷ lệ chi tiêu của người dân Mỹ cho từng mặt hàng có nhiều thay đổi. Nguyên nhân chủ yếu là tình hình lạm phát tăng nhanh tác động mạnh lên giá cả của nhiều ngành hàng. Theo dữ liệu từ chính phủ của Hoa Kỳ, người dân Mỹ hiện nay phải chi nhiều tiền hơn cho các mặt hàng thiết yếu như là thực phẩm vì chỉ số giá tiêu dùng CPI của ngành hàng này tăng mạnh. Ngược lại, những sản phẩm khác như xăng dầu hoặc đồ nội thất có tỷ lệ chi tiêu ít hơn so với tháng trước. Wall Street Journal cho biết giá thực phẩm tăng gần 1% trong tháng 9 và tăng khoảng 11.2% so với cùng kỳ năm ngoái. Giá cả tăng ở mức kỷ lục khiến cho người tiêu dùng Hoa Kỳ phải bỏ ra nhiều tiền hơn khi đi chợ hoặc đến các nhà hàng và quán bar. Đồng thời cũng phải cân nhắc về kế hoạch chi tiêu cho gia đình. Giá thực phẩm tiêu thụ tại nhà chủ yếu là các sản phẩm tạp hóa tăng 0.7% so với tháng trước và tăng 13% so với một năm trước đó. Con số này ở một số loại thực phẩm chưa chế biến như là thịt heo và rau củ cũng tăng lần lượt 14.7% và 10.4%. Giá cả sản phẩm từ bơ và sữa có mức tăng kỷ lục 32.3% so với năm 2021, tức là giá tăng gấp 1.3 lần. Bên cạnh đó, giá bột mì và các mặt hàng từ ngũ cốc cũng tăng tới 24.2% so với cùng kỳ năm ngoái, xác lập mức tăng nhanh nhất kể từ năm 1978. Đối với các gia đình hay đi ăn hàng, tình hình còn khó khăn hơn khi giá đồ ăn trung bình tại các nhà hàng hoặc các quán cà phê tăng gần gấp đôi so với cùng kỳ năm 2021, đạt tới con số 91.4%.